Xả rác bừa bãi nơi công cộng, hít thở không khí khói bụi, tiếng ồn bủa vây là những vấn đề người dân phải đối mặt hàng ngày. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, Nghị định số 155/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực. Nhiều người hy vọng ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, thực tế chưa được như mong muốn. Nghị định số 155/2016 của Chính phủ quy định xử phạt rất nhiều hành vi làm tổn hại môi trường như vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ đánh giá tác động gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch lễ hội. Trong đó các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư được người dân đặc biệt quan tâm. Theo điều 20 của nghị định, người có hành vi gạt tàn thuốc lá, bỏ mẫu thuốc lá ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt lên tới 1 triệu đồng. Hành vi vứt rác thải sinh hoạt, phóng uế không đúng nơi quy định ở khu chung cư, khu dịch vụ, thương mại, nơi công cộng cũng bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Với hành vi vứt rác thải sinh hoạt ở nơi công cộng thì mức phạt là từ 5 triệu đến 7 triệu đồng. Có thể nói so với những quy định trước đây thì mức xử phạt theo nghị định số 155 cao hơn nhiều lần. Thưa quý vị, nghị định 155 được ban hành xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn khi mà ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường vẫn chưa thực sự được nâng cao. Thế nhưng sau hơn 2 tuần kể từ khi có hiệu lực thì nghị định này vẫn chưa thực sự đi vào đời sống. Khi người xả rác thì vẫn ngang nhiên bạ đâu vứt đấy và người có thẩm quyền được xử lý thì vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì. Về vấn đề đặt ra là cần phải làm gì để nghị định 155 có thể phát huy hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Công viên Dệt Sen và khu vực bãi cỏ ven hồ Xuân Hương là nơi thường xuyên được khách du lịch và cả người dân địa phương chọn làm địa điểm dã ngoại. 30 phút trước, đây còn là một nơi vui chơi, ăn uống. Thế nhưng 30 phút sau, nơi đây chỉ còn toàn rác là rác. Rác trên bãi cỏ, dưới rãnh nước, trên cả ghế ngồi. Thùng rác được đặt ngay bên cạnh, nhưng dường như vẫn không thể phát huy tác dụng. Việc gây xả rác làm cho mỹ quan của môi trường kém hơn và những người dân du lịch đến Đà Lạt thì họ sẽ mất đi cái đặc điểm sạch sẽ của Đà Lạt. Chị thấy cũng chưa hoàn tất, rác rồi dơ giấy lắm, mà nước đồ mấy người buôn bán đổ ra ngoài đường dơ quá, không được sạch sẽ. Tại là thành phố du lịch rồi, phải cho nó sạch sẽ một chút nữa. Khi thùng rác được lắp khắp mọi tuyến đường, mọi khu vực công cộng, khi nhà vệ sinh công cộng được xây dựng sạch sẽ, nhưng hành vi xả rác bừa bãi, tiểu tiện không đúng nơi quy định vẫn liên tục tiếp diễn, thì nguyên nhân duy nhất chỉ nằm ở ý thức của người dân. Một khi hành vi gây mất vệ sinh nơi công cộng vẫn chưa bị xử lý thích đáng, và khi suy nghĩ xả rác rồi sẽ có người đến dọn luôn thường trực trong đầu, thì ý thức về bảo vệ môi trường khó có thể được nâng cao. Như mình thì mình cũng xả rác rồi, giống như đi ngoài đường á, đôi khi là quen tay cái đang chạy xe cái thì không có thùng rác và mình cứ quăng xuống đường rồi mình cứ đi thôi. Theo nghị định 155, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng công an các cấp đều có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Thế nhưng việc xử phạt người vi phạm cũng không hề dễ dàng. Hành vi vi phạm như vứt rác ra đường phố, vứt tàn thuốc lá thường diễn ra rất nhanh, khó bị bắt tận tay. Hoặc như chính quyền địa phương tổ chức ra quân lập lại trật tự vệ sinh môi trường thì cũng chỉ tiến hành trong một thời gian nhất định. Thì bây giờ là phải gánh nặng cái cấp có thẩm quyền đó. Thành phố hay tỉnh đó, thì phải có cái hướng dẫn cụ thể cái mức phạt, rồi hành vi phạt, rồi thời điểm nào phạt cho nó đảm bảo. Nếu mà theo cái nghị định này thì chúng ta chấp hành về cái vệ sinh môi trường ở địa phương ấy, hay là nói chung ấy, của cả nước nói riêng ấy, thì mình nói chung là cơ bản thì cũng tốt, nhưng mà điều có nghĩa là mình phải muốn là có một cái quy định rõ ràng thực hiện những hành vi nào ở đâu, ai làm cái gì, phải có cái đội, tôi nghĩ là cái này phải có đội chuyên trách. Tôi lấy ví dụ sơ sơ như một số việc, ví dụ như muốn mà
xử phạt về cái hành vi bỏ rác bừa bãi thì phải có cái là cái chứng cứ, mình phải bắt được tận tay, phải có cái đội hay là mình phải có một cái tổ công tác thường xuyên. Thứ nhất là cái về ý thức vệ sinh công cộng của người dân là của Việt Nam là chưa cao, việc vứt bỏ rác thải vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định là một cái thói quen xấu và đã tồn tại từ lâu trong xã hội, đặc biệt là nơi khu vực nông thôn. Cái khó khăn thứ hai là khi phát hiện hành vi vi phạm thì cán bộ hoặc người có thẩm quyền xử lý sẽ lập biên bản nhưng mà sẽ không xử phạt ngay được. Vì theo quy định hiện tại thì cái mức xử phạt ngay á, thì nó chỉ có 200.000 đồng. Và theo hiện tại theo quy định của Nghị định 155 á, thì cái mức thấp nhất về hành vi vi phạm nơi công cộng là 500.000 đồng. Và thứ ba là lực thực hiện các chức năng xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị mà có chức năng thì lại còn là rất là mỏng và hầu như là cũng không có người ở các địa phương. Thứ tư là việc tạm giữ tang vật phương tiện đối với các hành vi vi phạm để làm cái căn cứ xử phạt á, là chưa có hướng dẫn cụ thể. Thì cũng một cái thông tin cần nói thêm á, thì trong thời gian tới thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức cái một cái hội nghị tập huấn để triển khai nghị định 155 cho các tổ chức cá nhân làm có thiết bị về địa phương. Thì theo bản thân tôi cũng đây là một cái cơ hội để những cái người thực hiện hoặc là làm công tác môi trường á, là trình bày những cái khó khăn thuận lợi trong cái công tác triển khai thi hành nghị định 155, để từ đó thì những cái cơ quan chính phủ hoặc những người làm luật á, thì có thể điều chỉnh và xem xét để cái khả năng thực thi của nghị định này đưa vào đời sống tốt hơn. Xin hết ạ. Theo điều 20 của nghị định 155 quy định, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẫu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị. Thưa quý vị, Nghị định 155 không phải là nghị định đầu tiên quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mà trước đây vào năm 2013, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 179 liên quan đến vấn đề này, nhưng với mức phạt thấp hơn hàng chục lần. Thế nhưng dù là Nghị định 155 hay 179, thì theo ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng cho đến nay, vẫn chưa có trường hợp nào bị xử phạt do vi phạm gây mất vệ sinh nơi công cộng. Chính vì thế mà tình trạng này vẫn liên tục tái diễn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, khi Nghị định 155 có thể đi vào đời sống và phát huy hiệu lực, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và vệ sinh nơi công cộng nói riêng. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Cựu chiến binh Trần Văn Đồng hồi tưởng về những năm tháng gian khó của những tháng ngày rèn luyện trong quân đội. Năm 1988, sau khi xuất ngũ trở về địa phương,